Dương Tự đúng số hưởng, vừa hôn Tịnh Bách Nhiên vừa tình tứ với Tiêu Chiến chỉ trong một ngày. Sau thân ái nhiệt ái, khán giả vẫn chưa có dịp tái ngộ Dương Tự trên màn ảnh nhỏ với vai trò nữ chính. Trong quá trình ở ẩn, cô nàng chỉ xuất hiện chớp nhoáng ở thân ái chi ái bằng vai trò khách mời. Bởi vậy, suốt gần 2 năm vắng bóng, nữ diễn viên đã dắt túi tới 3 bộ phim hoàn thiện, một tác phẩm vừa khai máy ít lâu. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, hai bộ phim đang chờ lên sóng của cô nàng, Nữ Bác Sĩ Tâm Lý lẫn Quán Đời Còn Lại Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn đều tung ra những hình ảnh mới nhất. Trước khi cảnh hôn môi căng đét này được công bố, khán giả từng xuýt xoa với tấm ảnh chụp từ xa của khung cảnh tình tứ này. Dù hình ảnh khá mờ, cư dân mạng phải tấm tắc khen ngợi những bối cảnh lãng mạn của bộ phim. Tịnh Bách Nhiên và Dương Tử tình như một cặp đôi thực sự, nhiều bình luận còn ghen tị với Dương Tử vì số hưởng, toàn được hôn trai đẹp. Một số khán giả đánh giá rằng Dương Tử rất chịu hy sinh trong những cảnh quay tình cảm thế này. Thêm vào đó, vì tính cách sôi nổi, vui vẻ, nên khi làm việc với bất cứ đồng nghiệp nam nào, Dương Tử cũng thu về nhận xét tốt. Không chịu kém cạnh đoàn làm phim Nữ Bác Sĩ Tâm Lý, ekip Quãng Đời Còn Lại Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn cũng ngay lập tức tung poster mùi mẫn giữa Dương Tử và Tiêu Chiến. Khoảnh khắc Dương Tử và Tiêu Chiến nhìn nhau trong poster thực sự quá đỗi ngọt ngào, khiến người ta mê đắm. Bóng của hai nhân vật chính hiện lên ở phía sau, dường như có một chút mơ màng nhưng thơ mộng, đẹp đẽ. Đó chính là sự phản chiếu vẻ đẹp động lòng người dưới sự đan xen giữa ánh sáng và bóng tối. Không chỉ có thế, đoàn phim còn gây bất ngờ hơn nữa khi tiếp tục công bố trailer mới nhất của bộ phim. Trong trailer này, Tiêu Chiến với vai diễn Cố Nguyện xuất hiện trong nhiều tạo hình khác lạ. Nhưng bất luận tạo hình bác sĩ hay tạo hình đời thường thì ngoại hình của Tiêu Chiến vẫn luôn là cực phẩm, đẹp trai, lịch lãm dịu dàng, ấm áp và vô cùng cuốn hút. Chỉ cần là khuôn mặt của anh xuất hiện trước ống kính thì dường như tất cả đều nổi bật và hấp dẫn. Có lẽ cũng chỉ có vẻ ngoài điển trai của anh mới tạo nên được điều này. Không thể không công nhận rằng chỉ một đoạn trailer vô cùng ngắn ngủi nhưng Tiêu Chiến đã đúng tìm vô vàn khán giả. Không ít ý kiến dự đoán rằng Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn chắc chắn sẽ là một bữa tiệc mãn nhãn về ngoại hình của anh chàng. Sự xuất hiện của Tiêu Chiến trong trailer thực sự kích thích khán giả, còn Dương Tử lại gây ấn tượng khi sử dụng lời thoại bằng chính giọng của mình. Trong trailer này, nữ diễn viên đã chứng minh thực lực qua từng cử chỉ, ánh mắt, đặc biệt là những cảnh khóc. Điều này cũng khiến cho Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn càng được xứng đáng mong đợi hơn. Phải công nhận rằng Dương Tử hoàn toàn xứng đáng là tiểu hòa đáng nổi tiếng hàng đầu showbiz với diễn xuất cực kỳ xuất sắc. Chỉ trong đoạn trailer ngắn mà thực lực diễn xuất của cô đã được toàn thể khán giả công nhận, thán phục. Ngoài ra, Tiêu Chiến cũng sử dụng nguyên giọng của mình trong trailer này mà không dùng đến phối âm. Một điều vô cùng đáng nói, đó là trước khi đoàn làm phim ra mắt trailer mới, Dương Tử và Tiêu Chiến đều vô cùng ngọt ngào khi cùng đứng trên sân khấu. Cho tới khi trailer và poster mới được công bố, dân mạng đều ồ lên rằng cặp couple này quá ngọt ngào, quá đẹp đôi. Đoạn trailer dài gần 1 phút, người xem có thể cảm nhận được mối tình đáng yêu giữa Cố Nguyện và Lâm Chi Hiệu. Từ những người xa lạ, Cố Nguyện và Lâm Chi Hiểu dần cảm nắng đối phương, dành cho nhau những lời tỏ tình sến sẩm và đương nhiên sẽ chẳng thể nào thiếu được những phút hờn ghen vì người thứ ba. Tuy cả hai tác phẩm vẫn chưa ấn định ngày lên sóng, nhưng có thể những màn nhá hàng này đang báo hiệu màn tái xuất hoành tráng của Dương Tử trên màn ảnh nhỏ đã tới rất gần.